Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 863, 7 cây sâm hương. Đây, cây số 1 đây nha quý vị. À, đây cây số 2. Nhà này siêu mini nha, ấm tàn hết trơn nha, về vô cái chậu nhỏ nhỏ chơi. Cây cây số 3. Đó. Thấy không? Cây cây số 4. Thấy cái bàn tay tôi tỷ lệ rồi nha quý vị, nhìn cho kỹ nha. Rồi 4 cây, 3 cây nữa là 7 cây 300 xuống bị. Rồi quý vị ơi, tiếp theo cái lô 863 là cây này cây số 5. Cây này cây số 6. Đó, cái này còn vô nhôm chỉnh lại được hết trơn nha quý vị nè, nó dẻo quẹo rồi nha quý vị. Kịch nó xuống. Nè giống như tôi cũng vô cộng nhôm nè. Rồi 7 cây. Xuống đi con, 7 cây là 300 xuống.